Ok đồng em nhá, lại là mình đây. Hoàng Kim xin em ơi, video theo hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu về bản panel mới anh ạ. Ok em nhá, panel này có một bạn trong bóng mình kêu pro room anh em nhá. Đấy. Anh là có nhu cầu mua thì anh em có thể là inbox mình em nhá. Facebook của mình sẽ ở Facebook mình sẽ để ở dưới mô tả em nhá. Và anh nào lấy Amlock hay là RAM free, đấy, RAM mobile, RAM PC các kiểu anh em ơi, RAM mau ạ, thì vào đít của bạn Tây Đức nhé em nhá. Đấy, đít của bạn Tây Đức này có một cái RAM mau Amlock cực kỳ là ngon luôn anh em ạ. Anh nào muốn lấy thì anh em vào đấy mà múc anh em nhá. Đấy. Bản này thì có tầm khoảng nói chung là bản cực kỳ là ngon luôn anh em ạ, nhiều chức năng nữa anh em. Ok chưa? Đấy. Bipad Full AL Speed Free 2GHz Pro gì này, No Logicoil Arm Sweat Arm gì này, Bugazao này. Đấy, nói chung là cái này thì bán chay cực kỳ là uy tín luôn anh em ạ. Một cái bản panel cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đây Speed anh em ơi, Speed này anh em ạ. Ừ, nếu anh em nào muốn đi tù ấy thì anh em bật Speed lên nhá. Đấy. Sensi Pro thì nói chung là bắn thì kéo tâm ổn em nhá. Cho anh em full đỏ Edichita này anh em bật lên, anh em bắn như kiểu là nói chung là anh em kéo tâm thì nó gọi là đẳng cấp ngay anh em ạ. Amlock V5, V4 thì nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Ok được. Ví dụ nhá, anh em này, anh em bắn đồ ấy thì anh em bật cho mình cái này nhá. Bật cho mình cái Ambot V4 này, Amfor Full này, No Recoil này. Xong rồi anh em bật cái bật cái antenna thôi nhá anh em nhá. Đấy là cực kỳ là nguy hiểm rồi. Còn bắn cháy ấy, thì anh em bật cái Edichita của mình này. Cái này là kéo tâm thì chắc là bao ngon luôn. Cộng thêm Amlock nhá, anh em bật Amlock V5 kìa. Xong No Recoil này, Sensi này, đấy nhá, ok chưa. Nói chung là bản này, đây Fip Lang đêm nhá. Fip Lang đây, FPS đây. Mật khẩu là Happy Nozia gì tôi chịu anh em ạ. Chung là anh em tự làm nhá. Ok, bây giờ test nhá anh em nhá. Ở test thì đâu cái IT3 đâu, mẹ tôi nghĩ mẹ tôi sợ bật lên DLTRH, nói chung là nhiều bạn lắm anh em ạ. Ok được, bây giờ mình sẽ test cho anh em. Nói chung là mấy cái Ambot Amfor thì anh em cũng test nhiều đúng không, anh biết rồi. Và bây giờ mình sẽ test anh em cái bắn chay đi em nhá. Cái bắn chay nhá, nó không giống như mấy cái bản khác đâu anh em ạ. Ambot ghim đầu xong Amfor nôi đi coi thôi anh em ạ. Đấy, cái link Discord của mình và cái link Discord của bạn Tý Đức là mình sẽ để ở phần mô tả anh em nhé. Anh nó có nhu cầu lấy cái răng mau ấy, răng mau Amlock thì free, nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Không phải nhiều mà mình thấy hai bản đó, vừa mobile vừa PC anh em nhé. Anh là PC thì anh em lấy cái răng mau. Đâu rồi? Amlock phi Amlock vãi cả lùn ạ. Cái này nó chỉ vì với anh em ạ, chưa có cái đầu buổi phíp anh em mà mình dùng ấy. Bugazao thì cũng gọi là Amlock đi, nhưng mà từ từ mình thấy Amlock V5 đúng không? Amlock V5 F7 lên Amlock V5 nhá. M7 F7 lên Amlock V5 này. Ship F7 à? Ship F7 thì đủ mẹ lú. Ủa? Mẹ bịp tao à? Ship F7 đủ mày đùa tao rồi, từ từ anh em. Amlock V2 đặt cái nối này em đây nha. Ok anh em ạ. Má thảo nào cái nhạy của mình nó bị sao anh nhỉ? Ok chưa?
Cái này là bật V5 thì gọi là đẳng cấp ngay. Ok anh em, lại bật thêm thế này. Được. Mình tâm một cái kia lại cái anh em ạ. No decoy nhé anh em nhé. No decoy này. Cái Ambot Ganita này nó ghim cu anh em nhé. Đấy. Nếu mà anh em chơi thì anh em bật Antiban lên. Anh em hạn chế đi thì xếp hạng nhiều anh em nhé. Còn đi phòng thì 100% là không bị ban ID anh em nhé. Còn nếu mà anh em chơi tử chiến này nhiều thì quá 10 trận là nó sẽ bị ban ID nhé. Đây anh em, khi anh em bật đâu thì coi lên nhá, và cộng cái ám đốc này là nó cảm giác như anh em di chuyển chuột nó mượt vãi lùng luôn đó. Chung là anh em mua về anh em tự test anh em nhá, nói chung là nhiều chức năng đó anh em ạ. Đâu rồi, mình chỉ xem rồi nào. Chung là nhiều chức năng lắm, mình cũng... Sensi đây anh em, mày Sensi Pro đúng không? Ok, bật Sensi Pro lên. Mình bắn chay, mình kiểu nói chung là mình thích bật cái mấy cái Sensi Pro con ám lốc này anh em ạ. Kéo tâm cho nó cháy anh em ạ. Nô đi coi miến luôn anh em ơi. Bản panel này có nô đi coi miến anh em nhá. Đấy. Bản panel có nô đi coi miến luôn anh em ạ. Đồ mắc khét ghê. Đồ má. Anh em mua về luôn anh em ơi. Mua về thử nghiệm luôn anh em ạ. Cái này anh em chỉ cần bật unlock cộng no recoil thôi anh em à. Ui mẹ dư. Nên mua về anh em ạ, nên mua về bắn chay đi anh em ơi. Từ đây anh em ạ. Từ test thử cái này nè. Đổ má. Đủ. Đổ má no recoil luôn anh em ơi. À đủ. Đồ má mua về bán chay thôi anh em ơi, mua về bán chay thì là ngon luôn anh em ạ. Đấy, anh nào có nhu cầu mua thì anh em link Facebook mình ở dưới mô tả anh em nhá. Để mẹ độ lần tiên mình kiểu mình test mấy cái kiểu panel cho mấy ông này, lần tiên thấy cái panel của bạn này là có đôi coi biến cực kỳ là khét này luôn anh em ạ, ngon đấy. Amnex thì mấy cái Amnex bớ vẩn này đi kim đầu anh em nhá. Anh em kim cổ nhá, rang ấy super à. Đồ. À, áp dụng thành công luôn. Nhanh nhỉ. Thì như cái này là đang mau cho anh em sao á. Long Nick Arm. Nói chung là nhiều. Nhiều lắm, có cả phíp lang đấy anh em ơi. Ui. Ui giỏi ơi. MP mới này không có mặt MP mới này không skin luôn anh em ơi. Panel này bắn chai cực kỳ là uy tín luôn anh em, cực kỳ là ngon luôn. Anh em nên mua về mà bắn, mở lên và bắn chai đi anh em ơi. Không cần xài ambot anh em ạ. Là bắn nó cũng gọi là khét lè luôn rồi. Ám lốc V1, V2, V3, V4, V5 anh em ạ. Bật cái V2 lên nó đã như này rồi. Bật V5 lên nữa thì như nào ra. Nhưng mà mình đang, nhưng mà máy mình đang bị lỗi đó. Thì như là bật cái ám lốc lên đéo được. Chung là ship F7 đúng không? Ship F7 này. Đấy, nó đang bị lỗi anh em ơi. Cái này là nó có thể là, đây, Blue 4, Blue Tech 5, ui ôi, AL luôn anh em nhá. Panel cực kỳ là xịn luôn anh em ạ.
Bản này có dùng được Blue 4 này, Blue 5 này, MSI này, game laptop các kiểu, menu, play này, ledit. Nói chung là dùng full luôn anh em ạ. Toàn mấy cái giả lập mà anh em, nhiều anh em chơi luôn. Mình test cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đấy, test cực kỳ ngon luôn. Bắn phê tay vãi anh em ạ. Ui, ngon vãi anh em. Nói chung là anh em chỉ cần kéo nhẹ là full đầu thôi. Còn anh em kéo mạnh nó quá đầu tí anh em ạ. Đấy, còn anh em nào mà kiểu chơi nhạy thấp hay là anh em quen kéo nhẹ thì anh em còn đẳng cấp ngay anh em ạ. Đấy ông này, kéo nhẹ này, kéo nhẹ đó. Cái này mà cho anh em nào kiểu quen kéo nhẹ thì gọi đẳng cấp ngay. Ok em nhá, giờ mình sẽ thử test một cái Ambot em nhá. Ambot chung là video này nó khá là nhiều mấy cái chức năng anh em làm hơi lâu tí em nhá. Ok, mình sẽ test cái Ambot Fib Alok nhá. Xem nó có bị Fib Alok không anh em nhá. Ambot V4 luôn anh em ạ. Đồ mà cứ càng Ambot cộng cộng này nó càng ghim chặt anh em nhá. Ok chưa? Thử mấy cái này tôi phải bật cái AT check anh em ạ. Quên bật AT check thì có lúc nó bị ban ID toang đấy anh em ạ. Mấy cái panel anh em mua thì một máy một cây ở 100% nào không bị ban ID anh em nhá. Còn anh em chơi tử chiến nhiều ấy thì anh em bị ban ID. Mấy cái panel này kia các bạn, cái này mình vào đây anh em ơi. Cái panel mà anh em mua về thì anh em đây đồ này. Mua về thì anh em chơi quá thì mình biết ngay mà đây này anh em. Đấy, mình biết ngay mà. Đây bật Ambot V4. Mình biết ngay mà. Ui kết nối thành công luôn này anh em. À mà từ. Nó đang bật sao? Ok thành công rồi anh em nhá. Bao giờ vào test thôi anh em à. Để mình test thử anh em nhá, xem có no recoil có bình biến luôn trong ở lâu không anh em nhá. Bắn chay cầm no recoil thì chả sao anh em ạ, sợ là Ambot thôi. Nếu mà chơi mà no recoil biến thì chắc chắn mình live stream mình phải dùng no recoil anh em ạ, 100% luôn. Đấy. Video này khá dài nên anh em thông cảm nhá. Ui ôi. What the fuck? Như bản nó còn cả hai cái sao anh em ạ. Đây Ambot đây nhá, Ambot đây 4 này. Hình như là mình bật cái gì ra? Mình bật cái kia lên rồi anh em ơi. Mình bật cái pha ly gì anh em ơi. Mình bật cái pha ly rồi anh em ạ. Ôi hình như mình bật cái pha ly lên rồi anh em. Hoàng Văn Kiên. Khẩu là 123. Đấy. Anh em là muốn phíp lang ấy thì anh em bấm phíp lang này. Ok chưa? Đấy phíp lang này. Ok chưa? Mật khẩu là happy gì đây? Ok. Happy birthday Moji Gia Minh gì này ấy, anh em tự làm nhá. Ok, nói chung là quá là nhiều chức năng luôn anh em à. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua thì á liên hệ với mình em nhá. Và cái link Discord của mình sẽ để ở dưới mô tả. Và link Discord của bạn Tê Đức là mình sẽ để ở dưới mô tả mấy mọi người. Bạn có nhớ.